Rằm tháng 11, con giáp này đỏ như son, chung số độc đắc, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trải qua bao năm tháng của năm 2020 đầy những biến động, có vẻ như tất cả các con giáp, dù may mắn hay xui xẻo, phải chịu rất nhiều áp lực trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi 2020 dự báo bắt đầu vào thời kỳ tiếp theo, nghĩa là từ tháng 11 âm lịch đổ đi, vận thế bắt đầu có sự chuyển dịch, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Cuối năm có vẻ là khoảng thời gian tốt lành khi đa số các con giáp đều có cuộc sống thuận lợi, bình yên, thậm chí vô cùng may mắn về chuyện tiền bạc và công danh. Theo đó, có một con giáp có thể nói là sẽ bước sang một trang mới trong thời điểm này. Con giáp này đã phải trải qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn, nhưng đến những tháng cuối năm là lúc họ được đền bù lại. Đặc biệt, từ sau rằm tháng 11 trở đi, tài vận của con giáp mỗi ngày một tốt hơn, nếu không có giàu sang thì vô cùng dư dả, sung túc. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin được bật mí với quý vị và các bạn về con giáp đặc biệt may mắn này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi để xem những điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến với con giáp này ở rằm tháng 11 âm lịch sắp tới. Tử vi năm 2020 cho thấy rằng đúng rằm tháng 11 âm lịch là thời điểm may mắn nhất đối với những người tuổi thân trong số 12 con giáp. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà tuổi thân gặp được nhiều điều thuận lợi, bất ngờ. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch có cho thấy, trong thời điểm rằm tháng 11 âm lịch, tuổi thân có ngũ quỷ, hung tinh là tiền báo có tiểu nhân quấy phá, nhưng bên cạnh đó vẫn có người hỗ trợ bản mệnh. Do đó những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của con giáp tuổi thân khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực hay nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa, một khi bạn đã cố gắng rồi thì chẳng gì phải e ngại. Có thể có ai đó hiểu lầm do có kẻ tác động, nhưng theo thời gian mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Vì thế, bạn nên sốc lại tinh thần để có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh để bị kẻ khác làm hại bạn để có cơ hội hả hê vì làm bạn bị yếu thế. Đặc biệt trong ngày này, còn có thực thần ghé thăm, nhờ đó người tuổi thân sẽ được hỗ trợ rất nhiều cả về khía cạnh tinh thần lẫn tiền bạc. Bản mệnh đừng cho rằng mình không đủ năng lực, bạn chỉ cần nhờ tới người giỏi hơn về lĩnh vực đó là được, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Có thể nói, năng lực cá nhân không hẳn là không được đánh giá cao, nhưng chắc chắn sẽ không thể sánh được với năng lực của tập thể. Các công việc đội nhóm sẽ gặt hái nhiều thành tựu nếu bạn tìm được mảnh ghép thích hợp cho tập thể. Ngoài ra bản mệnh, hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, kẻ tiểu nhân và tăng cường cát khí. Thứ hai, mặt tài vận. Vận trình tài lộc của người tuổi thân trong tháng 11 âm lịch đang có dấu hiệu tăng tiến dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Đặc biệt là trong thời điểm ngày 15, sự phát triển ngày càng vượt trội. Một số khoản đầu tư của bạn trong 3 đến 6 tháng gần đây đã bắt đầu có lãi. Tuy bản mệnh chỉ mới thu về một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng về cơ bản, điều đó đã chứng tỏ rằng bản mệnh đã đi đúng hướng. Muốn tài lộc tăng tiến hơn nữa thì bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn. Với người làm công ăn lương, nếu bạn thấy năng lực của bản thân đã được khẳng định sau một thời gian mà chưa được ghi nhận thì hãy tìm cách cải thiện. Nói cách khác, bản mệnh cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân nếu bạn cho rằng mức lương hiện tại không xứng đáng với công sức bỏ ra. Hoặc nếu có thể, hãy đi bán tài năng sẵn có cũng là một cách để mở rộng thu nhập cho mình.
Dù ở trường hợp nào, bạn cũng đừng để người khác dùng miễn phí khả năng của bạn. Để kích hoạt tài lộc phát triển hơn nữa thì tuổi Thân nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành, tăng cường vận khí, đem lại may mắn và thuận lợi cho sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh, đồng thời hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường mối quan hệ. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi ngày rằm tháng 11 âm lịch có cho thấy dường như có ai đó đang xuất hiện làm xáo động cuộc sống con giáp tuổi Thân. Nhưng may mắn, đó là những thay đổi tích cực giúp bạn sắp xếp lại mọi thứ theo cách khoa học và ý nghĩa. Khi tam hợp xuất hiện cũng là cơ hội cao để người tuổi Thân đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu, ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy ở trong các cuộc giao lưu, họp nhóm, họp lớp, lớp học nhảy. Đời sống lãng mạn của con giáp tuổi Thân đặc biệt thăng hoa khi bạn dùng sự sáng tạo tuyệt vời của mình để tạo ra những sự kiện bất ngờ cho nửa kia. Có thể bạn sẽ muốn thay đổi không gian ngôi nhà hoặc cách sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Nên nghe góp ý của mọi người rồi mới tiến hành. Để kích hoạt tình duyên và cải vận đào hoa thì người tuổi Thân hãy sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn, thị phi và tăng cường mối quan hệ. Quý vị thân mến, có thể nói rằng trong tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Thân có thể nói là vô cùng may mắn. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chúc mừng con giáp tuổi Thân sau những tháng ngày khó khăn, vất vả thì cuối cùng bạn cũng đã thu hoạch được quả ngọt. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được may mắn như vậy. Từ thời điểm tháng 10 cho đến hết tháng 11, vận đen đủi cứ đeo bám con giáp này khiến cho vận trình của con giáp này ngày càng suy giảm. Để có thể tìm hiểu đó là con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất tự tin với năng lực làm việc của mình. Bạn quên rằng núi cao còn có núi khác cao hơn, chỉ là tầm nhìn của bạn chưa đủ mở rộng nên có sự hiểu biết tương ứng. Lúc này, bản mệnh thường có thái độ chủ quan với những việc mình biết rồi, trong khi đó thì mọi thứ thay đổi liên tục. Bạn nên có thái độ học hỏi sẽ tốt hơn vì khi đó bạn mới có thể chủ động, thích nghi dần với những thay đổi khó lường. Khi thể hiện bất cứ nhiệm vụ nào, bạn chớ quên rà soát lại tiến trình công việc, càng chi tiết càng tốt. Mặt khác, dù bạn luôn cố gắng cải thiện hiệu suất công việc, nhưng chỉ một mình vẫn chưa đủ, nên lưu tâm về vấn đề làm việc nhóm. Để chất lượng công việc được đảm bảo, bạn vẫn cần kỹ năng của cả đội. Nếu có thể, hãy hướng dẫn thêm cho những người có kiến thức hạn chế, chưa bằng mình, chứ không phải tỏ ra thái độ chê bai. Việc đào tạo nội bộ mới là chìa khóa quan trọng giúp bạn đạt được những thành quả mong muốn. Chính ấn nâng đỡ cho thấy, chỉ khi bạn sắp xếp mọi thứ theo một vòng quay nhất định thì cũng là lúc hiệu quả công việc tăng vượt trội hơn cả bạn nghĩ. Do đó, nhớ làm việc theo kế hoạch ngay từ đầu. Trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ trợ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma, tăng cường các khí. Hai, mặt tài vận. Tháng 11 năm 2020 âm lịch, người tuổi Ngọ nên ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho số vốn của mình hơn là tham lam với những cơ hội đầu tư mới. Bạn phải biết lượng sức mình, cắt lỗ khi cần, đừng mơ hồ theo mục tiêu quá tầm với, kẻo mất tiền. Người nào đang đầu tư chứng khoán thì càng phải cẩn thận khi thị trường biến động không ngừng. Bạn càng phụ thuộc nhiều vào xu hướng thị trường để ra quyết định thì càng dễ bị mất tiền. Hãy tìm tới giải pháp bền vững. Ảnh hưởng không nhỏ của đại hao cho thấy con giáp tuổi Ngọ phải tốn khá nhiều tiền cho những việc không tên. Dù bản mệnh đã cố gắng lên kế hoạch cho mọi thứ nhưng cũng không đề phòng được hết các rủi ro có thể xảy ra. Thậm chí còn có người phải dùng tiền tiết kiệm của mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với những ai trước đây hay giúp đỡ mọi người thì sẽ nhận được sự hỗ trợ. Nhờ đó mà bạn có thể thoát khỏi tình cảnh tiền thoái, lưỡng nan. Nhớ ghi nhớ những ai đã hỗ trợ mình để đáp trả lại lòng tốt của họ.
Cải thiện tình hình tài chính thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Là một pháp khí nhà Phật sẽ giúp hộ thân, tăng cường vận khí, chiêu tài lộc và may mắn cho bản mệnh. Đồng thời, chiêu mời quý nhân tương trợ, nâng đỡ sự phát triển của việc làm ăn. Thứ ba, mặt sức khỏe. Phương diện sức khỏe cũng là một trong những vấn đề đáng lo đối với con giáp tuổi Ngọ trong tháng 11 năm 2020 âm lịch này. Nếu bạn không chăm sóc đúng cách thì đây sẽ là tác nhân làm trì hoãn các kế hoạch công việc của bạn bất cứ lúc nào. Nhị hắc bay về. Phương Nam dự báo về hiện tượng đầu óc u mê, ngu muội, làm việc thiếu minh mẫn, sẽ mắc bệnh liên quan đến máu huyết. Nếu có thể, bản mệnh nên đi ngủ sớm và ngâm chân vào nước ấm hoặc thường xuyên massage cơ thể để máu được lưu thông dễ dàng. Dành thời gian để nghỉ ngơi giữa những lúc làm việc căng thẳng cũng là việc cho thấy bạn đã để ý tới sức khỏe nhiều hơn. Suốt thời gian từ nay đến hết năm, bạn cần theo đuổi chế độ tập luyện thường xuyên mới có thể cải thiện vóc dáng. Đây là lúc tiết lập đông, do đó không nên thức khuya, có hại cho sức khỏe. Bản mệnh cần ngủ sớm, dậy muộn để tránh phá vỡ cân bằng âm dương. Ngoài ra, cũng chỉ nên ăn những đồ ăn có tác dụng giữ ấm cho cơ thể. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân và xua đuổi những hung tinh, vận hạn, mang lại bình an, sức khỏe. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!